Vâng, xin chào mừng tất cả quý các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu PGL Stockholm Major 2021. Mình là Teacher Bình, bên cạnh mình là Caster Huilova và chúng mình sẽ là những người đồng hành của các bạn ở match đầu tiên trong trận thi đấu giữa các thành viên bên phía của Ants đối đầu với cả Big. Chúng ta vừa trải qua được một cái trận BO3 đầu tiên trong ngày hôm nay, cũng rất căng thẳng giữa team Spirit cũng như là Vitus Pro đúng không? Thực sự nó rất xứng tầm với cả hai ông lớn của cuộc CS thời điểm hiện tại. Rõ ràng thì không phải là những đội tuyển mạnh nhất, nhưng họ cũng đã khấu hình chúng ta một trận BO3 căng thẳng đến những phút cuối cùng, khi mà thậm chí phải đến overtime. Và bây giờ thì sẽ là một trận BO3 mà với cái mình có lẽ sẽ còn hấp dẫn hơn giữa N cũng như Big ở trong cái ngày thứ hôm nay. Một trận thi đấu mà rõ ràng chúng ta có thể thấy được là đây là hai đội tuyển mà trước giải thi đấu Major lần này thì họ có những cái phong độ khá là trái ngược nhau. Kiểu Big thì tụt dốc, có thể nói là tụt dốc khá là không phanh. Còn với N thì họ lại thể hiện một cái bộ mặt cực kỳ khác. Một bộ mặt phải nói là đã làm cho rất nhiều người hâm mộ CSGO trên thế giới cảm thấy là bất ngờ khi mà họ vào được đến tận nếu như không nhầm là chung kết của IEM4 2021. Chính xác, đúng. Như vậy, và họ chỉ thua các thành viên bên phía của NIP với một device quá bay thôi. Còn đến với cả giải thi đấu PGL Stockholm Major 2021 lần này thì rõ ràng điều mà các thành viên bên phía team N họ hướng tới sẽ là một suất để vào vòng New Legend, và họ hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu như mà những gánh kèo gọi như là Diha hay là Spirit có thể làm tốt. Và rõ ràng thì đây cũng vẫn sẽ là loạt BO3 khá là khó đoán đây, khi mà mặc dù những cái con số, những số liệu đều chỉ ra rằng N đang có phong độ cao hơn, đang là đội tuyển có cơ hội thắng lớn hơn, nhưng ở trong CSGO thì mọi chuyện đều xảy ra khi mà một ngày bỗng nhiên các thành viên team Big họ bay cho chẳng hạn những cái vị trí quen thuộc kiểu Sison, Kito bay thì hoàn toàn có thể gánh team cũng như đem về được một cái chiến thắng trước các thành viên team S. Cảm giác như là một đội tuyển mạnh nhưng kinh nghiệm còn đang hơi thiếu. Và ngay bây giờ thì hãy cùng nhau đến với cả cái màn hình in-game thôi, khi mà Piston Round đã sắp sửa diễn ra tại map Dirtside rồi. Map thi đấu đầu tiên, map Dirt 2, và các thành viên bên phía của Big sẽ là những người thi đấu bên phía T-side. Ants sẽ là người thi đấu ở bên phía CT trước. Một round thi đấu Piston và trông rất giống là sẽ là một cái tactic quen thuộc. Rusby non-stop với những khẩu Glock đến từ các thành viên bên phía team Big thôi. Tuy nhiên vẫn có hai người đang kê lại khu vực A-long cũng như là kê đẩy ở mid. Đó là vị trí số 9 của Gate cũng như là số 7 của Tizian. Còn ba người còn lại sẽ là những người giữ cho mình được khu vực tunnel ở khu vực bom side B. Còn bên phía của team Ants họ sẽ để cho vị trí của Doto cũng như là Hades là những người giữ ở trong khu vực side B. Một mình Diha là người đứng ở mid, và trong bom side A hai người bắn sâu, đó là vị trí của Snappy cùng với Spinix. Vâng, một round đấu đang khá chậm rãi đến từ các thành viên của Ants cũng như là cả Big. Nhưng bây giờ thì có đâu súng xảy ra cục mid rồi. Diha mất rất nhiều máu trong tap vừa rồi. Một viên Glock vào mồm, và Kito vẫn đang là người nhấp nhá ra khung cửa mid thôi. Tập trung cả 5 người ở đây thì có vẻ sẽ là một round đấu đánh mid to B rồi. Sẽ có người đi tunnel và sẽ có người đi mid. Và đây sẽ là một round đấu mà bên phía của Ants quyết định chính xác, khi họ cũng đang có đến 3 bom side B thời điểm hiện tại. Hoàn toàn thể thủ được ở trong cái round đấu này. Bắt đầu trả smoke ra mid đến từ team Ants rồi, chính xác bên phía team Big rồi. Và sớm thôi, vài giây chúng sẽ có bắn súng xảy ra. Và bây giờ Hades không được rồi, chỉ kịp làm một chuyện dùng Sison thôi. Và Doto phải làm ít nhất một vạn tình huống này, khi mà Diha đã đổi một trước đó. Nhưng bây giờ thì cũng chỉ là một đổi một thôi, nhưng Diha đây làm đến đổi lợi thế về người, lại duy trì cho E trong tình huống này. Nhưng ngay sau thời Kito cân bằng tình huống trở về, đó là 2v1 chính xác hơn, khi mà trước đó thì Tizan cũng bắt được thêm một người nữa. Khó cho Snappy rồi, đang cố gắng back về retake lộ vị trí ra cục tạt nở và lối đi nào cho Snappy đây. Hơi đáng tiếc thiếu vừa rồi, Snappy nhìn thấy trước nhưng anh ta không thể kết thúc được Kito. Và round thi đấu Piston thuộc các thành viên bên phía của team Big. 1-0 dẻo Big rồi. Một khởi động khá tốt đến từ Big ở trên cái map đấu mà họ đã lựa chọn. Một cái chiến thắng Piston round, có khả năng sẽ kéo thêm cả cái second round nữa nếu như bên phía của Big họ thi đấu tốt. Còn đối với Ants, cơ hội không phải là không có trong round đấu này, khi mà chắc chắn rồi sẽ là fork buy luôn. Nhưng tất cả những gì họ có thì sẽ chỉ là DE như là khẩu scout thôi. Khó nhưng không phải là không thể cho Ants để xem rằng họ sẽ sử dụng cái lượng trang bị đỏ như thế nào đây. Khi mà thời điểm ban đầu thì có vẻ như là Amir Scout đến từ Diha xuyên cửa rồi. Chỉ còn lại đó là 56 HP, thậm chí Snappy cũng chỉ còn lại có 3 máu thôi. Một round thi đấu mà bên phía của Big họ vượt trội hoàn toàn vào số bóng thế này. Cơ hội chiến thắng của Ants nó là thấp hơn rất nhiều. Thời gian vẫn còn rất nhiều ở đây, và các thành viên bên phía của NC họ chưa biết sẽ phải chống đỡ những cái tình huống tràn vào của Big như thế nào. Big thì họ đang đi đến cả 5 người vào khu vực bom side B rồi. Một tình huống Rush B chăng? Trông rất giống sẽ là Rush B bắn nhau đến chết mà thôi. Bom B của NC, cũng chỉ có 2 người. Đó là vị trí của Snappy của Spirit. Nhưng Snappy bây giờ còn 3 máu, chỉ cần
ăn một viên đạn vào móng chân rồi anh ta cũng ra đi. Nhưng đó là một tiếng headshot rất đẹp. Tam Sen đã phải nằm xuống rồi. Có mạng ra cho Snappy hay không đây? Nhưng Hades ở đây. Tizian đã phải nằm xuống. Spirit có được dịch một mạng. Dia được ghét rồi. Spirit có double kill và người sống cuối cùng là Sison cũng đã phải nằm xuống. Một đều giao đi việc bên phía của NC. Một round đấu rất tốt đến từ cái thành viên team NC. Đặc biệt đó là cái Snappy khi mà mặc dù đã đỏ máu từ rất sớm rồi. Nhưng với những tình huống bắn scout chính xác từ cục platform, anh chàng này vẫn có điểm hạ gục và thậm chí là câu kéo đủ thời gian để cho những thành viên khác của Aspect về hỗ trợ cục bom sai B. Và Big để thua một round đấu cực kỳ tai hại, khiến cho cái giá phải trả đây cũng là rất đắt. Họ sẽ là người bắn DE và scout trong round đấu này chứ không phải là N nữa. Ba máu làm đôi giữ platform cực kỳ dẻo đến từ Snappy. Không thể nào đòi hỏi hơn ở một round thi đấu Fortby bên phía của N được nữa. Một đều, một cái tỷ số rất xứng đáng thôi. Và Dia ở đây bỏ cực kỳ trí. Anh ta có được trình mạng Tizian rồi và sủi về thành công. Không hề mất đi cái mạng của mình. Rất tuyệt vời. Ở đây Doto cũng đang ép ra và anh ta nhìn thấy vị trí Kito. 5v3 giao đặc viên biệt phiếu team Ants. Và Big có lẽ là sẽ đánh rơi cái round thi đấu này mà thôi. Round đấu vốn đã khó này càng khó hơn khi mà bên phía Big mất hai thành viên từ quá sớm. Và với chỉ Tap Sen kết hay là Sison thì làm thế nào để Big có thể xử lý được N đây? Một đội tuyển mà đang có hỏa lực vượt trội hơn hoàn toàn. Đi Hà vẫn đang nhấp nhá khúc bom xe A và có vẻ như là sắp sửa chạm mặt nhau rồi. Khúc Plaza check lại nhưng mà Tap Sen người không mù vào mồm Đi Hà ngập tức. Đưa tiếng trở về đó là 3v1. Tuy nhiên là vẫn là quá khó. Spirit đã vào mồm Tap Sen rồi. C4 lộ ra. Sison bắt thêm được một người nhưng vẫn đang còn quá nhiều mục tiêu mà Sison cần phải xử lý. Gate đã nằm và Sison với chỉ cổng scout thì đó là no hope. Double kill đồ tôm phản xử lý cuối cùng. Đem về cái round thắng thứ hai cho Ends ở trên map pick của đối phương. Lợi thế nó đã thuộc về các đội viên bên phía của Ants ở trong map thiếu này rồi. Họ thua round thi đấu Piston nhưng ngay sau đó thì họ đã quay trở lại với một round thi đấu Fortby cực kỳ tuyệt vời. Và round thi đấu vừa rồi thì rõ ràng với cái lượng sụp ống hỏa lực tốt hơn thì họ đã làm tốt hơn các đội viên bên phía của team Big rất nhiều. Có lẽ nó sẽ là 3-1 thôi. Khi mà trong round thi đấu này thì bên phía của team Big họ không có được cho mình một cái lượng trang bị tốt. Một round thi đấu Eco, Snappy đang muốn hốt, mới chỉ được có hai mà thôi, hơi ít dành cho vị trí của Snappy ở đây. Nhưng Diha làm đôi và Diha sẽ làm ba mà thôi. Không, đó là cái mạng dành cho Spirit để mang vào round thắng thứ ba cho các đội viên bên phía team Ants rất nhanh. Một round đấu vẫn là dễ dàng cho Ants thôi khi mà họ chỉ mất duy nhất một khẩu MP9, một cái giá chấp nhận được ở trong một tình huống hốt Eco. Tuy nhiên thì ở round đấu thứ 5 này mới là một cái round đấu mà kể cả Big hay N đều phải thận trọng khi mà đối thủ của họ cũng đều đã full buy đầy đủ rồi. Với Big thì đó là 4 AK và Sison vẫn đang chỉ khẩu scout thôi. Có vẻ như là quản lý tài chính vẫn chưa thực sự tốt đến Big. Một khẩu scout như này thì có lẽ sẽ không gây được ra quá nhiều impact đến từ Sison đâu. Nhưng hãy cùng chờ đợi xem. Round này thì thần địa ngục bên phía của N đã có cho mình được khẩu ốp rồi. Một khẩu súng rất mạnh. Để xem là ngày hôm nay Hades với cái phong độ của anh ta thì liệu có làm khó được các đội viên bên phía team Big hay không. Một round thi đấu mà bên phía của Ents họ đang giữ khu vực Sai A khá đông. Bây giờ thì Diha có được cho mình cái double kill rồi. Rơi quả C4 ở đây thì thôi, tạm biệt các đội viên bên phía team Big chứ còn gì nữa. Snappy thậm chí có một góc đẩy rất đẹp nhưng anh ta đã phải nằm xuống bởi Tizian rồi. Một tình huống kê lại cực kỳ kinh nghiệm. Tuy nhiên thì vẫn là quả C4 rơi ở khu vực mid. Nó nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát các đội viên bên phía team Ants. Và Big bây giờ làm gì để nhặt được quả C4 này đây? Bom A cũng đang được giữ rất chắc. Bom B thì cũng đang có một người kê trì ở đây. Không có đường nào để cho Big có thể ra nhặt được quả C4 này cả. Và Spirit ở đây chỉ cần làm một thôi. Spirit làm một đã là đủ rồi. Làm hai được thì tốt. Mà làm một thì cũng đã là tốt cho các đội viên bên phía của team Ants. Một mạng và đúng là đôi dành cho Spirit. Người sống cuối cùng Tizian ở đây cũng chỉ còn cho mình đó là 14 HP. Anh ta cũng sẽ ra đi sớm rồi và tỷ số chắc chắn sẽ là 4-1 cho các đội viên bên phía team Ants. Một khởi đầu đoan cực kỳ là mát máy dành cho các thành viên team Ants ở trên map pick của đối phương. Và liệu rằng Big họ sẽ cần bao nhiêu lâu nữa để có thể có thêm một round thắng đây? Cái gun round, cái round đấu full buy đầy đủ đầu tiên của Big thì cũng đã khá gãy rồi. Chỉ có đúng một mạng và mất tất cả dành cho đối phương. Bây giờ thì bên phía N hãy nhìn xem, họ đang bắn được đến 3 của AK với City rồi. Thực sự là một cái bối cảnh quá có lợi cho N. Và bây giờ thì sẽ cố gắng đẩy đi bắt nốt player cuối cùng của bên phía Big là Tizian đến từ N thôi. Họ đang cố gắng check kỹ lại khu A long. Và có lẽ sớm thôi thì sẽ bỏ ra đến beat. Tuy nhiên thì hết thời gian rồi. Và vẫn sẽ giữ lại của AK để an toàn. Không, tôi đã nhập đúng giây cuối cùng luôn. Thảm kịch rồi, thảm kịch cho Big luôn. Chết sau khi hết thời gian và Tizian đang có đúng 350 đô.
cộng với một khẩu Glock free ở trên người trong round đấu này. Vỡ tan là như thế đấy. Eco đôi round đến từ vị trí Tizian. Hỏng rồi. Ui, đúng hết giờ luôn ạ. Đen thật sự. Vâng, 2020 thì chúng ta có một cái meme. 2020 làm gì còn ai thua Ends. 2021 chúng ta có một meme khác. 2021 ai cũng thua Ends. Và ở đây thì một lần nữa Đi Hà chứng tỏ được cái giá trị của mình trong màu áo Ends. Một pha mà Saison nhảy lên check thôi, bay luôn cái mồm, hai mồm cho Đi Hà rồi, và đang muốn kiếm gạng thứ ba cũng rất dễ dàng khi đó là chàng Kito không giáp. Đó là quả là kill cho Đi Hà luôn rồi. Ba mặt với bốn mà hạ gục ở trong cái round thi đấu này. Và giờ thì liệu rằng có phải dùng A không đây? Dù rằng chỉ là một round đấu hot eco rồi, nhưng một cái A cũng sẽ là rất tuyệt vời. Đi Hà biết người cuối cùng ở đâu rồi, và Đi Hà chắc chắn sẽ không chậm lại ở trong round đấu đâu. Anh sẽ muốn đẩy lên và tìm kiếm gạo gục này, nhưng không, mạng đó dành cho Đô Tô mất rồi, và tỷ số là 5-1 dành cho En. Ờ kìa, chơi đồng đội một chút đi. Người ta biết vị trí rồi, cho người ta đẩy lên lấy cái AT làm sao? Thử một tí đúng không? Đúng. Nhỡ mà chẳng may đau quá thì thôi, mấy ông kia mới để ra bắt, nhưng đây là bắt luôn được Đô Tô. Rơi cục. Cùng lắm rơi khẩu AK chứ mấy. Và bây giờ thì Big họ sẽ quay trở lại được full buy thôi. Thậm chí rằng là Saison đã có op rồi. Rào đấu mà hỏa lực của Big là ok nhất từ đầu đến giờ. Nhưng liệu rằng có đuổi không để Saison biết một người qua rồi. Nhưng quả smoke trả ra ngay sau đó thì khiến cho Saison không còn nhiều tác dụng của mid nữa. Một round thi đấu mà bên phía của Big họ sẽ hy vọng là khẩu AWP trong tay của Saison có thể làm được nhiều thứ. Và ở đây thì Gate bắn chết được vị trí Hades rồi. Khẩu op bên phía Quen đã ra đi. Không còn khẩu súng ngắm trong ba thiếu đớt hai này, nó sẽ là một điều khá là bất lợi cho đội viên bên phía của Ends. Một tình huống mất đi AWP khá đáng tiếc đến từ Ends khi còn chưa kịp lấy thông tin cờ. Bắt đầu sức ép lên cục mid đến từ Big rồi, nhưng Ends cũng đang có động thái trả ngược đồ ra để khiến cho Ends không thể ra mid ngay thời điểm này với quả lửa cửa mid. Nhưng ý đồ của Ends vẫn sẽ là chạy lên cục A Shocker, một bài đánh A cơ bản thôi. Spinix trả smoke ra và vẫn sẽ quẩy được ở trong side. Với Spinix có một mạng rồi, transfer là tốt, tuy nhiên thì chưa đủ để lấy mạng của bất cứ ai nữa. Ở đây thì Snappy cũng chỉ kịp đợi một thôi, và bom xe chính thức clear dành cho bên phía của team Big. 3-2, cái round thắng thứ hai đến rất gần được thành team Big rồi. Với một tình huống chiếm được khu bom xe như thế này thì sẽ rất khó để cho bên phía team Ends họ có thể retake. Thua người, vị trí xấu hơn. Xếp hai khẩu AK này đôi khi cũng là một cái lựa chọn hợp lý cho các đội bên phía team Ends nếu như họ không muốn chảy cối. Và chảy cối trong round thi đấu này thì mặc dù kể cả có chết đi thì họ cũng sẽ còn rất nhiều tiền để có thể full buy được. Nhưng đây sẽ là một cuộc boost lên thôi. Hỏng rồi. Nhảy trượt một nhịp nghe làm đến sao bịch một cơ hội nữa. Nghe đến bịch một cái thì không lý gì mà Đi Hà lại không nằm xuống cả. Và bây giờ thì Dotto có lẽ sẽ an toàn thôi, khi mà Big họ cũng không mạo hiểm đâu. Cái lượng tiền của Big không phải là quá nhiều. Và nếu như mất thêm chỉ một khẩu súng thì cũng sẽ tai họa. Nhưng đây thì Saison đẩy ra và lập tức có được mạng của anh chàng Dotto, đem về đằng thứ hai. Đến với cái thành viên Big có thể thấy rằng là Big cũng đang có những cái câu trả lời về Ends, chứ đây không phải là một map đấu dễ dàng cho Ends đâu, khi dù sao thì Big cũng đã tự tin lựa chọn ngay map thứ này ở trong loạt thiếu EO3. Nói gì nói, đây cũng là map pick của các thành viên bên phía team Big. Tuy nhiên thì thi đấu ở bên phía T-side có vẻ như vẫn chưa phải là điều mà các thành viên bên phía team Big họ có thể thực hiện tốt ở trong map thiếu này, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu. Nhưng dù sao thì chúng ta mới trải qua đó là có 7 round thi đấu thôi. Vẫn còn cơ hội cho Big rất nhiều trong lượt first half này. Nếu như lên được đâu đó khoảng 7-8 round mình cũng là ok, bởi vì ở đất 2 thì Big họ có thể bắn tốt cả bên phía City hay bên phía T-side. Không phải là một vấn đề gì đó quá to tát cả. Trừ khi là họ để đối phương dẫn trước sâu trong lượt first half cơ, thì lúc đó mới là một cái câu chuyện bất lợi dành cho bên phía team Big. Trông có vẻ là các thành viên bên phía team Ends họ vẫn đang khá là thoải mái trong trận thi đấu này. Kể cả thua thì vẫn còn cơ hội mà. Biết đâu đấy xuống dưới gặp Achalit thì nó lại dễ quá. Vâng, hãy cùng chờ đợi xem. Và bây giờ thì tiếp tục là full buy đầy đủ đến từ cái team thôi. Quả smoke được trả ra từ rất sớm đến từ bên phía team Ends để có thể di chuyển cách thoải mái nhất ở cục mid. Nhưng ở đây thì Tapsen cứ tưởng rằng sẽ đụng độ với Đi Hà, nhưng không. Cả hai đều đang chơi rất thận trọng tới đối với Đi Hà, thậm chí lùi thẳng về sau khu cửa mid cơ. Còn Tapsen bây giờ đẩy ra thì cũng không thấy được bất cứ điều gì cả. Ở bên phía của team Big, ở round đấu chiến thắng trước đó họ đã khai thác vào bom A, thì liệu rằng lần này có tiếp tục ngựa quen đường cũ không đây, khi quả C4 vẫn đang vứt ở cùng A long. Có vẻ như sẽ là đánh A tiếp rồi, nhưng sẽ không phải đơn thuần là di chuyển cùng nhau lên cùng A shot nữa. Thời gian còn đâu đó khoảng hơn 1 phút, và các thành viên bên phía của Ends họ vẫn đang
chỉ để cho một mình vị trí Spirit ở khu vực bombsite bay. Bây giờ mà Big Rotate về thì trông giống là Spirit cảm thấy hơi khó thở. Nhưng đây vẫn đang là một round thi đấu mà bên phía của Big họ chơi khá chậm. Chơi khá là chậm. Không muốn đẩy cao cái nhịp độ lên. Và thêm quả smoke này trả ra nữa thì đôi khi nó là điều để cho Spirit có thể yên tâm hơn ở trong tình huống solo này. Một quả smoke rũi ra được trả bằng tiếng Big rồi. Tuy nhiên thì không phải là phi, chỉ là một cú phách kẹo của Omsebi thôi. Và bây giờ thì ý đồ của Big sẽ là chiếm A long chậm, nơi mà đang có Doto cư ngụ. Và liệu rằng thằng mình này có trách trái cũng đây không, chắc sẽ là thảm kịch nhà. Hayden hút đạn vào tôi xong rồi, Lượm ơi, Doto là một double kill Doto, C4G lọt ra ngoài và đó sẽ là kết thúc dành cho Big ở trong round đấu này. Vẫn cố gắng ở cục short gate có bạn thật đấy, nhưng mà quả C4 thế này thì sao nhận được đây hả các thành viên team Big ơi? Rơi quả bom rất tai hại cho thành viên team Big. Ôi rồi ôi, nhảy lên đi Hà hơi chủ quan trong tình huống vừa rồi. Anh ta đã phải nằm xuống như hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Chiến thắng thuộc các đặc biệt bên phía team Ants với một tình huống trốn ở khu vực cửa đôi A-Long cực kỳ đẹp. Một round đấu đánh quá chậm đến từ Big. Và khi ra A-Long ở khoảng thăm mình cận kề rồi thì họ bị thu hút sự chú ý hoàn toàn mấy chàng Hadid với khổ ôm. Và để cho Doto thoải mái múa thôi. Những tưởng rằng sau cái chiến thắng vừa rồi thì Big sẽ có những thay đổi, có những khởi sắc hơn, nhưng mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo ngay khi Ants tiếp tục là người vươn lên dẫn trước và gia tăng cách biệt. Ở đây thì đang có rất nhiều sự trao đổi đến từ tập thể các thành viên team Big rồi. Nãy giờ chúng ta thấy là Big họ có những cái tình huống di chuyển nó khá là sai lầm. Một round thi đấu cãi nhau à? Hơi cãi nhau một chút rồi. Hơi cãi tí. Hơi có những cái sự đổ vỡ ở trong lối chơi rồi. Táp Sen đã bực. Đùa không vui, Táp Sen đã căng. Đây. Những cái timing cầm bom nó rất là sai đấy, nó khác bên phía team Big. Đã có một round thi đấu, họ rơi quả C4 ở mid ở một cái timing đó là đâu đó khoảng 30 giây. Và thế là không làm gì được nữa. Round thi đấu vừa rồi họ cũng rơi quả C4 ở khu vực A-Long cũng đâu đó khoảng hơn 20 giây. Và thế là cũng chẳng làm được gì. Và bây giờ sẽ là một cái cơ hội tiếp theo cho Big để thể sửa sai. Tuy nhiên nếu thua thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ ở bên phía Big nha. Họ đã có một round thi đấu trước không đặt được C4, không có quá nhiều kill nữa. Lượng tiền đã ở mức báo động đến từ phía Big rồi. Bây giờ thì họ đang chơi rất chậm, cũng thậm chí còn chậm hơn cả cái round đấu trước đó, khi mà 30 giây trôi qua rồi vẫn đang chỉ đứng ở nhà thôi. Chưa áp lực được lên long, không lên short, cũng không ai đi kê đẩy khu tan nổ luôn. Ý đồ Big là gì đây? Quyết tâm chiếm bằng được A long rồi. Ngã ở đâu thì làm lại ở đây, nhưng mà lần này Doto đã đổi vị trí đứng. Và liệu rằng Big có một lần nữa mắc sai lầm hay không đây? Đây chỉ là một góc đứng khá cơ bản của A-Long thôi. Tuy nhiên thì theo thời gian, Doto sẽ gọi một người đồng đội về hỗ trợ từ xa. Và đó có vẻ như sẽ là cái tên đi Hà với cả một bộ bom gần như đầy đủ trên người. Doto ít nhất phải làm được một người, nhưng anh ta không thể làm được ai cả. Góc đứng đó là một góc đứng phải check. Và đó là cái mạng của Doto phải nằm xuống. Lợi thế người thuộc về Big ở đây, đi Hà chỉ đổi được một mà thôi. Như vậy là chưa đủ để các thành viên bên phía team Ads có thể giữ được cuộc bom Saiya một cách dễ dàng. Chiếm được Saiya dành cho team Big thôi. Họ sẽ chiếm được hai quả smoke để có thể che đi của City. Snappy đang can tha mình để có thể spam một quả smoke này, nhưng nó không có một chút tác dụng nào cả. Bom sẽ đạt thành công cho thành viên bên phía team Big mà thôi. Và Ends họ sẽ phải retake một tình huống 4v3. Một round đấu không hề dễ chút, nhưng mà vừa rồi thì Hadid bắt được ghét rồi. Snappy cố gắng nhảy bắn đây, tuy nhiên thì không thể có mạng bất cứ ai cả. Tuy nhiên thì cơ hội lại đang có nhiều hơn cho Ends rồi, khi mà bây giờ cũng chỉ làm tiêu cân bằng về người. Flick rất điện ảnh từ Hadid, nhưng mà đó chỉ là cho đẹp mắt thôi. Độ hiệu quả là con số 0. Tắp xem bắt được Hadid vào đây thì đó là Saxon hạ gục đốt được Spinix luôn. Đưa tiếng trở về là 1v3. Rất cố gắng từ Snappy nhưng đối phương quá đồng hùng ngạn. Và Tắp xem là người lấy nốt cái mạng gục vừa rồi đem về đòn thứ 3 cho Big. Một tiếng 3v3 với bên phía Big họ chẳng mất ai cả. Rất tốt. Trời boss plan cực kỳ hay. 3-6. Rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 round thi đấu. Một round thi đấu kỳ round quan trọng. Và bên phía Big họ đã có được cho mình cái chiến thắng, không để cho Ends bỏ quá xa, chắc chắn là như vậy. Và chút nữa khi mà được chuyển sang bên phía City side thì có lẽ là Big họ sẽ có được cho mình một cái lối chơi thanh thoát hơn thôi. Nhìn thấy một tiếng di chuyển ở mid đến từ Saison rồi. Ở đây là một round đấu mà bên phía Big họ đang muốn chơi thoáng hơn, chia người ra kê đẩy thời điểm ban đầu và hoàn toàn có thể back về vào khu tunnel cùng nhau di chuyển vào bom xe bi. Cùng chờ xem ý đồ Big là gì. Chắc chắn là khi mà họ chủ động chọn map đất hàn thì họ cũng đã có nghiên cứu thêm nhiều bài vở mới, nhiều tactic mới rồi, chứ không còn là Big của những giải đấu trước. Big khá là tù túng tại đất sai. Hay đi thì lần này sẽ là người giữ lại của A-Long thôi, không phải là cái Doto nữa. Một góc cái ốp trực diện
và nếu không có Flat thì bất kể ai di chuyển vào cái cửa log này sẽ trở thành nạn nhân của Hades thôi. Một góc cái ốp cương luôn đến từ vị trí của Hades, nhưng bên phía của Big thì họ lại đang muốn di chuyển ra khu mid cơ. Mid như thường lệ vẫn sẽ là vị trí của Snappy giữ lại. Liệu có phải là một tình huống fake để chơi đánh vào từ khu vực A-shot hay không đây? Có vẻ như lại ngựa quen đường cũ rồi. Từ nãy đến giờ thì những chiến thắng của Big đa số là ghi dấu ấn ở khu bom xe A, và họ đều chiến thắng khá là áp đảo khi mà lên A ở trong những round đầu tháng của mình. Nên là có vẻ như muốn một lần nữa quay trở lại khu vực bom xe này. Và lần này thì trong bom xe A chỉ có Doto thôi. Hades cũng sẽ hỗ trợ phần nào từ khu A long, nhưng liệu rằng có là đủ hay không đây, khi mà bên phía Big họ vẫn còn rất nhiều đồ nha. Quá nhiều lửa vào Flatty và gần như sẽ phế hết cái vị trí trong side từ Doto. Và ăn quả Flat, ăn quả lửa này. Không có nhiều vị trí di chuyển rồi, nhưng mà Doto vẫn kịp có cho mình bảng của Tapsen. Một quả lửa không cháy tới góc của Doto. Rất may mắn vì tỷ giá đẩy ra, nhưng mà Hades là người làm tốt hơn Doto, làm cho mình double kill rồi, trước hiệp xung với Sison. Lợi thế hơn người là còn nguyên khi Snappy thậm chí ra một khả cũng cả Sison nữa. Kito 1v4, đó là nâu đỏ và tỷ số là 7-3 dành cho Ends. Liên tiếp ăn miếng trả miếng từ hai team trong những trận đấu gần đây. Thua một round thi đấu khá tai hại đến về bên phía team Big. Và hãy nhìn cái lượng tiền của họ đi, không phải là một lượng tiền quá tốt đối với vị trí của Gate như là vị trí của Tizian nữa. Một tình huống mà Doto quẩy trong sai rất dẻo, quẩy rất dẻo, và Snappy cũng có một tình huống transfer phải nói là cực kỳ tuyệt vời. 7-3 rồi, En sọ đang băng băng ở trên con đường chiến thắng map thi đấu đầu tiên trước là về bên phía team Big. Nếu như mà Big họ không có thể quay trở lại được thì sang map thứ hai sẽ là một map thi đấu cực kỳ khó, nhưng mà chúng ta đều biết được En họ rất mạnh ở map thi đấu Mirage. Một setup double up đã được triển khai bên phía team End rồi, khi mà lượng kinh tế là cho phép. Diha, Hades đều chơi up. Và mình nghĩ rằng là cái độ khó của map Dirt Side này đã lên một tầm cao mới đối với Big rồi. Lối đi nào dành cho họ đây? Một lượng trang bị rất ít ỏi trong trận đấu này, và có vẻ như sẽ là Phil B bắn nhau tới bên. Nhưng ở trong B bây giờ đang là Snappy và Spinix nha. Vẫn đang còn đồ trên người của hai player này. Đây sẽ không phải là một trận đấu Phil B dễ được từ bên phía team Big đâu. Một góc ngồi quen thuộc của Spinix ở khu vực bom side B. Và liệu các thành viên bên phía team Big với những khẩu súng nhỏ như thế này sẽ tốn bao nhiêu người mới bắt được khẩu M4 ở trong tay của Spinix đây? Thậm chí là có thêm cả Snappy đang kê chéo đây nữa. Bắn spam quá hay đến từ vị trí Snappy. Cực kỳ nhạy cảm với cái tham minh của mình. Và bây giờ Spinix cũng có được một rồi, không, chính xác bây giờ mới là có bạn dành cho Spinix. Snappy làm 3. Liệu có cái quad ra kill cho Snappy hay không đây? Lộ vị trí từ Sison rồi. Và đó là cái double kill cho Spinix. Hai người ở bom side B làm hết. Bắn kẹp chéo cực kỳ đẹp đến từ Snappy cũng như là Spinix trong round thi đấu vừa rồi. Round thắng thứ 8 đến với Ents, và chính thức Ents họ sẽ là người có được cái lợi thế ở map thi đấu này sau khi lượt thi đấu kết thúc. Lượt thi đấu đầu tiên kết thúc, bất kể là Big sẽ lên được bao nhiêu round thi đấu ở lượt thi đấu first half này. Một lợi thế dẫn trước trong first half đến từ bên phía team Ents, và Big đã phải tham mạo Tactical lần thứ 2 sau khi mới chỉ trải qua đó là 1/3 của map thi đấu này thôi. 1/3 ở map thiếu đất 2 này. Vâng, thông tin được đưa ra từ PGL là ở luồng stream B thì Movie Star Rider đang dẫn trước Tailu với tỷ số là 15-14 ở map thiếu Inferno. Một tỷ số mình nghĩ là quá nhỉ? Cũng hiểu được thôi, khi dù sao đây cũng là best map của Tailu rồi. Nhưng mà để đánh giá thực lực thì có lẽ đa số chúng ta vẫn sẽ đánh giá cao cái tên Movie Star Rider hơn. Và tỷ số này là một tỷ số dễ hiểu. Tuy nhiên thì không biết rằng Tailu có OT được hay không thôi. Có OT được không? Asian Last Hope. Vâng, nhưng câu chuyện đó có lẽ sẽ để sau, khi bây giờ thì trận đấu chính của chúng ta đã quay trở lại rồi. Tỷ số hiện tại là 8-3, và đây sẽ là một cái key round cực kỳ quan trọng của Big ở trong lượt first half này. Nếu thua thì có lẽ map đơn side này sẽ bắt đầu rơi khỏi tầm kiểm soát của Big, và giờ Snappy đẩy lên rất hay ho. Một mạng và sủi về thôi, xong rồi Big ơi. Round đầu nó còn chưa đâu vào đầu thì đã mất người và không đổi được bất cứ điều gì đến từ Big cả. Ý đồ thậm chí cũng lộ ra đây, nhưng mà Sison là người làm tốt hơn đi ha. Và lợi thế về người không còn cho bên phía team Ends nữa rồi. Bom Sabi đã clear dành cho bên phía team Big, và đây sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn. Rõ ràng thì đây không phải là một khu vực dễ retake một chút nào bằng thứ đất 2 này. Retake bom B đất 2 là cực kỳ khó. Nó không khác gì cái bom B ở map thiếu núc cả. Và nếu như đây là Achalit thì là đi safe luôn. Chắc chắn. Và End cũng vậy. Safe thôi. Bom B rất khó cứu với cái lượng bom mìn. Mặc dù còn rất nhiều trên người của Ents, nhưng rõ ràng là vị trí của Big thì là những vị trí đẹp hơn. Và cũng đã rất mạo hiểm nữa, khi mà cái lượng tiền bên City các bạn đều biết rồi, nó khó tích hơn bên T rất nhiều. Và nhìn xem, mặc dù Snappy, Spinix giàu thật đấy, nhưng ba player còn lại thì cái lượng tiền cũng chỉ gọi là đủ đáp ứng ở round đấu sau thôi. Và họ sẽ muốn chơi an toàn.
đây cũng sẽ là cái chìa khóa giúp cho En có những cái cơ hội ở trong những cái round đấu tiếp theo. Quyền tham out của Big đã phát huy tác dụng rồi. Xong được tham out thì họ có một cái chiến thắng rất dễ dàng của bóng xài bi. 4-8, tỷ số cách biệt cũng chỉ là 4 round đầu thôi, có thể chấp nhận được với Big ở trong cái map đất sai này. Mặc dù nhiều người nhận định đây là map lệch về T-Sai, nhưng mà thực sự với tỷ lệ lệch thì cá nhân mình nghĩ rằng cũng chỉ khoảng 51-49 thôi, chứ cũng không phải là lệch quá nhiều cho T-Sai đâu. Nhưng mà rõ ràng là sau cái chỉnh sửa mới nhất của Valve có thêm một cái tường ở mid thì đúng, những cái lượng thông tin ở thời gian đầu dành cho T-Sai nó không còn quá nhiều nữa đâu. Và map nhiều này nó đã cân bằng hơn rồi. Vừa rồi là một tình huống đấu mid xảy ra nhưng mà không có ai phải nằm xuống cả, chỉ là tình huống trao đổi thôi. Một chút máu bị mất trên người Spinix thể ban đầu, có vẻ như ăn quả nết từ bên phía T-Sai thì phải của Tunnel. Trong khi đó thì Diha sau cái thất bại ở round đấu trước thì liệu rằng round đấu này anh chàng này có mắc sai lầm nữa hay không. Một round đấu mà bên phía team Big vẫn đang làm tốt khi họ cũng câu kéo được lượng bom mìn ban đầu của En rồi. Kito một nhịp nhá ra mid sẽ là một tình huống sức ép lên mid thôi để có thể chiếm ngược lại khúc A long chăng, khi mà bây giờ chỉ có mình đấu tô anh chàng của bên phía team En giữ lại ở khúc A long thôi. Đây là một round thi đấu bên phía của En, họ có một cái setup double op rất mạnh mẽ. Bom sai A sẽ là một bom sai cực kỳ khó đục giải thành viên bên phía của Big. Tuy nhiên thì những cái hướng đánh của Big thì thường là họ đánh vào bom sai A từ khu vực A shot. Đây rồi, đang bốn người về shot rất nhanh sau khi đã thu hút sự chú ý của đối phương về khúc A long. Bây giờ thì cả Snappy lẫn Doto đều bị giữ lại khúc A long rồi và chỉ có mình Hedit với khúc op kê từ khúc K lên khúc A shot thôi. Và nếu chẳng may Hedit mà bắn trượt bên đầu tiên thì cái xác suất mất Boma cũng như là anh chàng Hedit ra đi là rất cao. Cũng chưa để xem là Hedit có mắc sai lầm hay không đây. Có flash được trả ra rồi, Spirit đã bắt hỗ trợ và coi đây tình huống 4A cũng được đến từ bên phía team Ez. Một cái đấu không hề dễ một chút nào cả, nhảy xuống Spirit dễ dàng có mạng của Tapsen. Vẫn chưa làm được gì cả, đến từ bên phía Big thì Hedit đã có thêm mạng của Gen vất rồi. Double kill Spirit, tỷ giản đang cuồng bài tờ phục Big trên đường lượng của anh đang bị thảm sát ở khu A shot. Sison có một nhưng cũng chỉ có lại nửa cây máu thôi và với 15 giây còn lại như thế này thì sẽ là bỏ được từ Big thôi để làm lại round đấu sau. Lại đi xếp thôi, làm gì được trong round thi đấu này nữa đâu. Hai team cứ ăn miếng trả miếng nhau từng round thi đấu một, nhưng rõ ràng cứ ăn miếng trả miếng thế này thì En sẽ là những người vui hơn. Lượng tiền của họ luôn luôn được duy trì ở mức an toàn. Còn hãy nhìn Big đi, hãy nhìn Big đi, vị trí của Gate chỉ có 3.950 tiền. Tam xe thì khá hơn một tí, 4.800. Kito cũng chỉ là 4.100. Lượng tiền không bao giờ là an toàn cả. Đúng như những gì Tích Chứng Minh vừa chia sẻ rồi, những cái round đấu gần đây của En bất kể thắng thua thì họ cũng phải xếp được ít nhất là tầm 3 cho tới 4 súng. Và điều đó thì đảm bảo được lượng kinh tế của En là rất dồi dào. Còn ở chiếu ngược lại thì Big thắng thì cũng mất dễ đấy, nhưng mà thua thì toàn mất 3-4 súng trở lên, rất khó. Nhìn xem, lượng tiền không hề đồng đều trên người các thành viên team Big. Tuy nhiên chúng ta cũng đang dần trôi về những round đấu cuối rồi. Tiền nong thì có vẻ như cũng không còn là vấn đề lớn nữa với các thành viên team Big đâu. Quan trọng là họ phải tìm kiếm được chiến thắng cơ. Và đang có một lượt Paul rồi. Paul lâu lâu như này thì có vẻ như sẽ là technical tham out. Lỗi máy móc gì đó chăng? Chị ơi đổi em máy, cho em từ máy 5 sang máy 9. Thay em con chuột máy 9. Hơi lỗi, hơi zit. Tai nghe của em hình như nghe được mỗi bên. Xong ông máy 2 thì ông máy 6 ngồi liền nhau mà. Cứ máy 1 đến máy 5 là của bên phía En, còn máy 6 đến máy 10 là của Big. Thì ông máy 6 chắc là bị đổ sting ra bàn phím. Đổ sting ra bàn phím. Thua mà kiểu tiêu ấy, vung chuột phát đổ sting ra bàn phím nha, thôi thay em bàn phím. Giờ này bao mà lâu thì có khi là làm luôn combo mì trứng nữa để gọi là nạp năng lượng giữa cái thời gian nghỉ này. Vẫn pau thôi, một tình huống pau khá lâu ở trong cái map đất sai này, mặc dù chúng ta đang đi đến với cả hồi kết của lượt thiếu first sap. Không biết rằng sau tình huống pau lâu như thế này thì Big có thể làm được điều gì trước với team En xong đây. Một En đang bắn quá là tốt ở trong lượt thiếu first sap này. Bắt đầu có thấy tiếng nghịch bớt rồi. Ở trận đấu chúng ta có lẽ sớm quá trở lại thôi. TGN dùng con dao xấu thế. Dã man thật. Ăn bao nhiêu cái giải to nhỏ các kiểu rồi. Dùng con dao xấu dã man ạ. Xả đâu đá cơ ạ. Con dao mà ít nhất là cái con dao đấy thì em chỉ thấy đúng một con dao có thể dùng được, đấy là con phết thôi. Shadow đá cơ nó hơi phết phết một tí. Phết hay là cái gì nhỉ? Mà nó cũng nhiều màu ấy, em phết không nhớ. Phết là màu hồng hồng cam cam đấy. Đấy, hồng hồng cam cam đấy là duy nhất của con Shadow Darker có thể dùng được, nó chưa thể. Không nói đùa. Ultra Violet. Nói đùa chứ thời anh còn học sinh ấy, anh cũng phải dùng con đấy thì nó rẻ. Đúng anh rồi. Dùng con Shadow Darker không có gì cả đằng sau ấy, toàn màu đen tuyền thôi, nó không có chữ gì đằng sau ấy, là kiểu con default nhất ấy.
Vanilla, Shadow Dagger Vanilla. Thề trông con Violet này xấu dã Nhưng man mà ạ. thực sự là nếu người khác dùng thì mình không ý kiến gì đâu, nhưng mà đấy là Sisson, người bán ốp cái À, animation của con Shadow Dagger Tizian, đấy. À, Tizian, Tizian dùng Tizian, à? Tizian dùng thì Tizian. được chứ, mình tưởng là Sisson dùng thì không được, bởi vì anh em Cái nào thuần Animation rút ra anh nó em nào sở mà hơi thuần lắm. thuần chơi ốp mà hay mua dao nữa thì cũng biết cái animation con Shadow Dagger rất là tù, mà anh Bắn em bán ốp mà chơi con đấy thì thôi. bắn ốp là cứ phải dùng ít nhất là một con dao đơn. Chắc chắn là một con dao đơn và đẹp nhất thì em nghĩ là một con Karambit. Karambit là Animation bắn ốp là đẹp nhất rồi, còn gì nữa. Và như vậy thì chúng ta đã được chuyển về màn hình của player rồi. Một lỗi mà có vẻ như là nghiêm trọng hơn so với dự đoán, và khiến cho trận đấu phải tạm dừng lại một khoảng thời gian cũng khá là nhạy cảm như này, khi mà Big đang có cho mình được những cái round thua, cái key round quan trọng để đánh mất. Bên phía bên kia thì tâm lý của em chắc sẽ rất thoải mái thôi. Liếc mắt đưa tình cơ. Cười đang thắng mà, Làm gì cũng đúng. ừ, đang thắng chả cười chả nhẽ khóc. Ui, có tai nghe trông uy tín nhá, tai nghe này là có tai nghe chống ồn đúng không anh Đúng, rõ ràng pro thì họ luôn sẽ có ít nhất hai cái tai nghe, thậm chí một mình thấy một rằng con in ear đúng không? có những ông còn đeo đến ba tai nghe lúc thi đấu cơ. Ui, ba tai nghe luôn. Một tai nghe đây nhá, đang nói về trường hợp của người bình thường như ông này, một tai nghe đeo tai để nghe, tai in ear rồi này, còn cái tai ở ngoài thì trông cho màu mè để cách âm với cả quảng cáo thương hiệu và tai Đúng nghe tài trợ rồi. giải thôi. Xong cái đấy sẽ là mic đúng không? Nhưng mà có trường hợp sẽ đeo ba cái tai nghe là gì, cũng là một in ear, cũng một cái chống ồn, nhưng có một cái nữa chỉ để dùng cái mic của cái đấy thôi, đeo cổ. Đeo cổ. Từng có người như thế thôi. Tức là chỉ tin tưởng cái mic của mình, không tin tưởng cái mic của tai nghe kia. Nghe hai cắt tơ nói nhiều ngứa tai. Ê, Nghe hai cắt tơ xăm xí ngứa tai rồi. ông này thì chỉ dùng mỗi tai nghe của giải thôi hay sao ấy? Đúng. Đúng rồi. Không, cũng có tai nia, cũng có tai nia. Ủa, bên này cầu nguyện rồi, bên này tuyệt vọng quá rồi. Bích giờ họ chỉ có biết cầu nguyện thôi. Trong hai cung bậc cảm xúc đang rất trái ngược nhau đến từ Big cũng như là En. Một bên thì tự tin rồi, một bên này thì chắp tay có lại ông trời rồi. Đừng mang đau khổ đến Đến người người Na'Vi. Berlin, đến người Berlin. Người này là người Berlin. Người Na'Vi đi chưa? Người Na'Vi còn lâu. Sắp rồi đấy, liệu liệu hồn cuối tuần. Vâng, và bây giờ thì trận đấu của chúng ta có vẻ như sẽ sớm quay trở lại thôi, khi mà cả 10 player đã đấm tay nhau rồi. Đấm tay nhau và nhìn tập trung màn hình như này thì trận đấu mình nghĩ rằng cũng chỉ còn vài giây nữa là quay trở lại. Hay là không? Lại đâm chiêu rồi, lại đâm chiêu như này thì có khi là không rồi. Chắc còn lâu. Nói chung là bắn lan thì thỉnh thoảng sẽ có những cái trục trặc về mặt máy móc. Họ sẽ thay đổi nhanh thôi. Nhưng mà Nó không 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 thể nào mà gọi là siêu tốc được. vấn đề của pha trục trặc này là mình không thấy có một cái kỹ thuật viên hay có một người nào đấy đang khắc phục một cái gì đấy Hay là lỗi cả. server nhỉ? Chỉ thấy 10 ông ngồi im thôi. Ở những cái trận đấu trước, những loạt trận trước khi mà có lỗi kỹ thuật như thế này thì thường nó sẽ có người của BGL họ ra, họ tác động vào máy móc của player, nhưng ở đây thì chỉ thấy có đúng 10 player ngồi ở đây thôi, cùng với đó huấn luyện viên của hai đội. À, đây rồi. Đây rồi. Quay lại rồi. Sison thì dùng cho mình một con Butterfly lo. Và Sison có luôn cho mình cái mạng của Diha rất nhanh. Vừa nói đến Sison xong, bắn chơi đến từ Doto, Snappy có một. Có thể làm đôi không đây? Không thể làm đôi, và trôi xong rồi. Thủng hoàn toàn đến từ các thành viên bên phía Team Ends. Một round đấu mà tôi tưởng là chỉ đang gọi là chờ để backup thôi, khi mà bên phía Team End bắn như throw rồi, và giờ thì Hadid có một thuật đánh speed nằm xuống rồi. Những round trước bắn chậm, bắn thủ trong sai rất an toàn, rất hiệu quả, em sẽ không muốn từ round này cứ phi lên chết. Và đó là một cái chiến thắng cực kỳ trong vàng yêu bích. Đây rồi, cứ... Khoảng 5-10 giây đầu tôi còn tưởng là round đấu này là kiểu đang nháp để chờ backup, chờ rollback lại round trước Đâu, cái gì. tức là vừa vừa côn nhau xong thì ban tổ chức nói vào mic, rollback ép nhá, tức là lao ra bắn nhau chết cho nhanh. Ai ngờ. Ở kìa, không hiểu S vừa làm gì mà có vẻ như là mic họ cầu nguyện thì các cụ gánh cho, đấy là Bốn có tác ông dụng rồi. nhoi nhoi ra mid, Chả hiểu. tự dưng mắc mắc một nhịp chết luôn rồi ông. Xong Nova. hai ông đẩy phát vào tunnel chết luôn cả đôi. Danh danh Nova. Tham ao luôn từ end rồi. Chắc là ba lần trước end tưởng ra rồi, lỗi không làm không tính. Dã man gậy đến từ bên phía team end. Một cái round đấu mà Quả chơi game khó hiểu thật sự. Khó hiểu thật sự luôn. vâng, nếu như mà chúng ta chỉ mới xem round này thôi thì thấy bình thường, nhưng mà xem từ đầu giờ En họ bắn rất khác, và round đấu vừa rồi gần như là một đội tuyển khác bắn, nhưng mà đội tuyển En mà thắng 9 round đầu ở trong cái map từ đất sai này. Trông điều thật sự. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả round đấu cuối cùng là first half thôi, 9-5. Và nếu như mà là 9-6 thì tôi cảm giác như En là đội tuyển cảm thấy bất an chứ không phải là Big nữa đâu. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Hỏa lực trang bị bây giờ thì cũng là mắc binh đến từ cái team rồi, họ đã bay tất cả những gì có thể.
Và bên phía Big từ nãy giờ thì chưa một round đầu đó họ chiếm long sớm nha. Và có vẻ như đây sẽ là lần đầu tiên họ làm cái điều đó. Khi mà đang phi ba người ra long rất nhanh chóng và Spinix bị phế hoàn toàn bởi con nó trả ra rồi. Chiếm long rất sớm, chỉ mất có 10 giây thôi thì bên phía Big đã kiểm soát khu A long. Và đây sẽ là lợi thế cực kỳ lớn cho bên phía T-Side map từ đất 2 này. Chiếm được khu vực A long rất nhanh để đang về bên phía team Big. Còn với NC thì sao? Bây giờ sẽ là cái khoảng thời gian để họ bắn sâu trong side thôi. Không cương được nữa, không nhồng được nữa, chắc chắn là như vậy. Sau khi chiếm được khu vực A long, Big có vẻ như là đang muốn quay trở lại để chiếm cho mình thêm những cái phạm vi di chuyển khác ở khu vực mid cũng như là khu vực bom side B. Bom B như thường lệ vẫn sẽ chỉ có một người solo, nhưng lần này thì không phải là Spinix nữa mà là vị trí Uriha. Sau khi chiếm được long thì bên phía Big cũng chậm lại một nhịp rồi và đang thuyên chuyển công tác về khu vực side B hay chăng. Khi mà C4 bách một mạch về T-Bay và vào tunnel rồi, nơi mà cũng đã có Kito kê đẩy từ đầu, nghe ngóng từ đầu và anh ý biết rằng là ở khu vực tunnel khả năng cao là sẽ không có địch. Và liệu rằng đây có phải một tiếng fake A đánh B không đây? Ghét đang tạo rất nhiều sức ép lên của bom xe rồi, ném cực kỳ nhiều bom, high smoke và có cả lửa lên short nữa. Nhưng bên phía N có vẻ như không quan tâm, đi Hà vẫn giữ chỉ trong bom xe B, nhưng nên thấy rằng là chỉ có một mình đang đi Hà ở khu bom xe B thôi nha. Bốn người còn lại đã bách về khu vực short cũng như là cả mid nữa rồi. Và nếu như khoan thẳng vào B thời điểm này thì Big hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên bên phía của Big họ vẫn đang khá là chần chừ ở đây. Thời gian còn 30 giây thôi, không đánh luôn thì làm gì nữa hả Big ơi? Lại phải đánh mid to B rồi, đây chắc chắn là một tình huống đánh mid to B nhưng thôi xong rồi. Khẩu OK này đi qua hồ chúng tôi với Hayden có được cho mình vào Tizian, lên shot bây giờ là không kịp nữa. Kito và Tamsen mỗi người đổi một, đồ tô góc kê là đẹp. Vẫn đó là bạn dành cho Tamsen, vẫn kịp. Có bạn của Sanson vẫn kịp để cho lên viên có thể là được quả C4 và rồi end rồi. Một ta tích siêu hay khổng lồ đến từ bên phía Big rồi, bắn hơi chờ đến từ Speedy nhưng vẫn có bảo Kito, nhưng đặt bom thì chắc chắn sẽ là kịp đến từ bên phía của team Big thôi. Retake 1v2 đi Hà, chưa lộ vị trí mà đối phương đang nhiều máu, có thể làm được đi Hà nhưng mà bây giờ thì lộ tẩy rồi. Và có vẻ như sẽ là cái chiến thắng thứ 6 đến với thành viên của bên phía team Big. Khó đi Hà, còn nhìn thấy một người ram thật đầy nhưng mà bên phía kia ôi ghét ơi chủ quan nằm xuống với đi Hà rồi, nhưng con người trốn trong gu đi Hà liệu rằng có ngờ tới hay không. Thảo mình giặt ra và Tapsen là người có mạng của đi Hà. Một round đấu fake A đánh B nhưng là đánh fake và lại bách VA đánh fake trong fake đến từ Big và đã khiến cho bên phía N không kịp trở tay tay của nào. Tactic đỉnh dã man đến từ Big trong round gì đó vừa rồi. Nhưng khuyên cao anh em đang xem kênh không không nên làm theo, không nên làm theo. Người ta tay to người ta mới làm cho lấy được. Đúng, và họ đang đối đầu với bộ đội tuyển cũng cực kỳ là nhiều não đúng không? Họ suy nghĩ phức tạp thì mới bị lừa chứ còn anh em bắn quả banh. Anh em làm thế thì địch cứ đứng im một xa Côn cứ côn. Không, chưa thấy gì em ơi. Cứ đứng đấy đi, chưa thấy gì đâu. Không phải gì phải rotate cả. Người ta chưa đánh vào, tí nữa mình đi tanh sao? Ồ, thế là sao? Cái pha đấy mà, cái pha nhảy lên shot là một pha cực kỳ quan trọng. Nếu như pha đấy mà vị trí của, nếu như mình không nhầm đó là vị trí của Doto mà đổi được một mạng thôi thì sẽ là thôi xong. Tuy nhiên thì đấy là một, lại là một tình huống mà đục chết cả hai người ở khu vực shot đến thức đại viên bên phía team Big. Quá đẹp. Chính xác. Quá đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả pistol down tiếp theo nhanh chóng thôi. Hai team đã muốn đẩy nhanh trận đấu rồi và em đang phi cùng nhau xuống khu vực tàn đồ và ra mid luôn ư, hay là lên shot đây? Với cái lượng tài nguyên hiện tại thì lên shot sẽ là quyết định hợp lý hơn. Tuy nhiên thì bên phía của Big có vẻ như họ cũng đoán ra được ý đồ của đối phương rồi, khi cũng đã có chẳng smoke cược ra. Nhưng ở khu vực bom side B đẩy đến từ bộ đội Tizan và Saison và nằm xuống Stabby rồi. Nhưng may mắn thay Kito kịp thời có một đây. Đẹp một kill Kito vẫn đang có thể làm thêm đây. Triple kill, quá là kill dành cho Kito rồi. Bản USB như quỷ đến từ vị trí của Kito và không còn hy vọng nào cho Doto nữa cả. Lộ vị trí ra và có một bạn thật đấy, nhưng mà để làm gì đây khi của C4 đang ở trong tầm tay của bên phía team Big. Đổi về được một khẩu USP rồi với Doto. Nếu như làm được mạng người mid thì mới dễ chơi hơn. Nhưng bây giờ thì Doto đang muốn tách thẳng khu bom side B. Nào lộ quá nhiều tiếng rồi. Bài. A cho Kito hay không đây? Có A cho Kito hay không? Và cái vị trí di chuyển như này bài Kito rồi. Thầy sai rồi. A dành cho vị trí của Kito trong pistol round này. 5 mạng và trong đó có đến 4 cái mồm. Kinh khủng khiếp đến từ vị trí của Kito. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Đùa không vui, Kito đã căng. Không tin được. Một round đấu mà ban đầu Ez đã có quá nhiều lợi thế khi bắt được hai người đẩy khúc hầm B. Nhưng mà sau đó thì chỉ một mình Kito thôi, một tay che trời là có thật. Và cái vấn đề ở đây là Kito không phải là người quẩy trong sai mà anh ta đẩy thẳng vào tunnel bắn nhau luôn. Cái gì? Giết hai người á? Đẩy ra bắn nhau như hai người đàn ông xem nào. Kito này là Kirito rồi. Kirito. Chơi có sẽ có cái chỉ số phản xạ nhanh nhất server. Chịu thôi. Bắn thế thì ai mà thở được. Nhưng chúng ta cũng đã từng nhìn thấy Big thắng được một round thi đấu pistol xong rồi họ sau lại đó lấy. Họ thua. Đúng, họ thua như chưa bao giờ được thua.
Để xem là lịch sử có được viết lại một lần nữa hay không đây. Khi bên phía Ence thì vẫn đang có DE, có cả Scout nữa, những thứ vũ khí khá nguy hiểm ở trong những đấu Fogbite kiểu như thế này. Nhưng lần này thì Big bằng Sison đang kê thẳng lên shot với khẩu Scout rồi. Sẽ là không dễ dàng cho Big nếu mà chạy shot trong round đấu này đâu. Thêm có cả tiếng trả smoke và flash ra đến từ Big để cầm chân từ team S nữa. Thời gian cũng đã trôi đi được một nửa của cái round đấu này rồi. Round đấu thứ 17 của map The Dark Side bắt đầu set bài từ team S. Và họ sẽ phi vào cùng nhau luôn thôi. Đào người trốn ở gu, đó là Tapsen. Một cái vị trí lý tưởng cho một khẩu M19. Xin phát đẩy ra, một bạn cho Tapsen nhưng không kịp lùi về. Stop bị đổi mạng là nhanh nhưng sang dần đây phải sinh tồn nha. Thậm chí rằng là Spirit cũng đã nằm xuống của Elong, mất cái bài tờ rồi thì trên A sẽ khá lạc lõng đây. Vậy là tốt Saison vẩy vào mùng đi à. Và bây giờ thì Hades cũng như Stubby phải làm thế nào đây? Khó rồi. Họ vào được A nhưng lại bị kẹt trong chính khu vực này. Cố gắng đặt bom thôi. Sẽ là cố gắng đặt bom đến từ vị trí của anh chàng Snappy và mù trắng xóa. Tizen có được cho mình cái mặt Snappy thành công. Hades cũng không thể làm được gì cả và đó là đặt thứ 8 cho đội về bên phía Team Big. Nó sẽ là con số 9 thôi khi mà đoạn thi đấu tiếp theo bên phía của Ence họ phải eco. Đang có những cái dấu hiệu comeback đến từ bên Team Big rồi. Họ tận dụng cực kỳ triệt để cái chiến thắng ở Pistol Round và phần lớn công đến từ Kito. Sau đó đem về cho mình thêm một round đấu nữa. Còn đối với S, bây giờ thì rõ ràng họ mới là người cảm thấy nao núng. Một round đấu eco trắng phao sẽ là một bữa tiệc dành cho Big để họ có thể cải thiện lượng frag thôi. Bên phía của team S ở trong round thi đấu này eco, nhưng mà họ vẫn có được cho mình những khẩu Eagle không giáp. Cơ hội thì không phải là không có, nhưng mà ở đây Tapsen với một khẩu M4 thế này thì làm sao mà có cơ hội để cho Ence có thể đi qua đây. Làm vào được Sai A thật, nhưng sẽ không thể đạt được quả C4 này đâu, lửa trả vào lá rất nhiều. Vâng, và bây giờ thì có lẽ sẽ là một round đấu đặt bom thành công đến từ bên phía team Ence thôi, khi mà Big cũng chủ động chơi retake rồi. Họ vào hết những vị trí retake và chỉ cần nghe tiếng tít tít thôi thì sẽ là ập vào vây bắt các thành viên team Ence luôn. Bên này thì vẫn còn Faker một nhịp đến từ Diha. Faker hai nhịp luôn khi bên kia còn rất nhiều nết. Tỉnh táo Diha ở đây, và bây giờ thì câu được hết nết rồi thì sẽ là đặt bóng luôn đến từ Diha. Nhưng lại còn quả lửa nữa, nhiều đồ quá Diha ơi. Và may mắn thoát ra được với chỉ còn đúng một chấm máu cuối cùng. Thì Zen có mạng, Tapsen cũng vậy, Stubby chỉ kịp được một thôi. Và bây giờ thì sẽ là thảm sát đến từ bên phía tiếng Big, chắc chắn là như vậy rồi. Đập một kill thì Zen và Tapsen cũng kịp chơi mình coi thêm mạng của Doto nữa. Đem về round thắng thứ 9 dành cho Big, cân bằng tỷ số rồi. Easy. Rất dễ dàng cho đội viên bên phía Team Big trong round thi đấu vừa rồi. Một round thi đấu mà họ chủ động bắn retake, thả cái Sai A ra cho đối phương chiếm, nhưng mà đến lúc đối phương định đi vào thì ném một mả đồ vào. Chính xác, đây là cái tactic thả con săn sắt để bắt con NC. Và đã bắt được rồi. Ít nhất là cũng đã đưa được tỷ số về cái thế cân bằng, đó là 9 đều. Và bây giờ một cái round đấu cực kỳ quan trọng với Ence, để xem rằng họ có để cho Big lần đầu tiên vừa lên dẫn trước tại map thiếu đất sai này hay không đây. Giờ thì những người có khuôn mặt lo lắng không phải là Big nữa, mà đó là Ence. Một map thi đấu trước đây thì nó được đánh giá là có lợi thế dành cho bên phía của T-Side một chút. Nhưng bây giờ thì bên phía City cũng không hề kém cạnh một chút nào, bắn yếu được người rồi. Tapsen có một Doto cũng đổi được mạng của Tapsen và Gate cũng đã ra đi. Lợi thế người gieo S ở trong round thi đấu này. Tuy nhiên thì Doto cũng chỉ có cho mình đó là 28 HP. Bắn gần thế này với một khẩu M19, Tizen hoàn toàn có thể có mạng. Đẩy quá luôn cái quả smoke này, những người đứng đằng sau lại là người chết. Đẹp quá Doto ơi. Một bài áo ra Sison ở đây. Và Tizen vẫn chưa phải đạp xuống. Diha đổi một, Diha móc vào được khu vực Sai A rồi. Tizen bây giờ sẽ là người gặp khó. Anh ta lộ vị trí ra, Diha hào đi Kito. Và bây giờ là một tình huống bắn gần. Mặc dù là bắn gần với khẩu M19 nhưng cũng không thể làm gì. Đến từ vị trí Tizen và round thi đấu thứ 10 thuộc về các viên bên phía Team Ence. Một round đấu mà Ence thắng thật đấy, mà nhìn Doto cái cách chơi game anh chàng này khổ thật. Đẹp bạn bè lôi kéo ra lòng, có biết gì đâu, đang đứng đằng sau nó nhá ra lộ vị trí xong sấy mà lại chết mình ạ. Nhưng không sao, thắng được là mừng rồi. 19 cho Ence và như vậy thì Big vẫn chưa thể vượt lên dẫn trước ở trong round đấu này. Và chúng ta sẽ cùng xem lại những Doto thánh kẹo của năm đã làm rất tốt ở long rồi, sau đó thì lại chết oan với chàng Snappy. Nhưng không sao cả, nhựa đề cập thắng là vui rồi. Đúng, trốn sau quả smoke vẫn chết, đẹp thật. 19 là tỷ số hiện tại và bây giờ thì bên phía Big vẫn có thể áp cố được. Tuy nhiên thì cái giá phải trả là Gate đang chỉ vỏn vẹn một khẩu DE, không bom rồi. Kito thì có M4 nhưng cũng không bom luôn. Nhưng Sison có ốp thì hy vọng là vẫn còn cho bên phía thì Big. Một key round dành cho cả hai. Big chắc chắn họ sẽ phải chắt chiu cái round thi đấu này. Vị trí của Gate có lẽ sẽ là người đi hy sinh để lấy thông tin về cho những người đồng đội của mình mà thôi. Một khẩu Deagle. Giáp 1. Và trên tay chỉ còn đúng một quả flat. Bắn nhau sẽ là cực khó để cho Gate có thể làm gì. Xong một round thi đấu như thế này, viên đè đầu tiên không vào mồm là Gate phế luôn. Khả năng cao là như vậy.
Và bây giờ thì các thành viên tiếp Big tiếp tục là trả smoke ra mid thôi. Và Táp Sen có nhìn thấy ai không đây? May mắn là Táp Sen là không bò tiếp, chứ nếu mà ngồi lên à không đứng lên thì vào đấy đã lộ diện trước Oper bên phía đối phương. Đó là chẳng hề đít rồi. Chưa còn đầy một phút nữa thôi. Bây giờ thì En sẽ làm thế nào đây? Vẫn đang giữ lại người ở khung A-shot và có vẻ như là một đầu muốn khoét lên A tiếp rồi, nơi mà đã giúp họ đem về được cái chiến thắng ở trong round đầu trước. Sẽ là tiếp tục muốn đánh vào A để được về phía team Ends. Thời gian cũng chỉ còn khoảng 35 giây mà thôi. Giờ rotate về B sẽ là không kịp. Rotate về B sẽ là không kịp nữa. Họ cần phải đánh luôn. Nếu như muốn đánh B thì sẽ là một tiếng mid to B. Nhưng hãy nhìn trong bom sai B đi. Nhìn cái bom sai B của Big đi. Có bao nhiêu người đây cho đánh mid to B là hỏng rồi. Đánh mid to B là NC tự chui đầu vào giọ. Họ sẽ chết hết ở trong round thi đấu này. Nếu như người bên phía team Big họ có thể bắn tốt trong cái tình huống mà họ bắt bài này. Kito có một, Kito làm thôi. Dia chỉ đổi được một và kết có được sự bị kết bằng của Dia thành công. Xong rồi, nhìn thấy thế này là không thể đánh được B. Táp Sen đã có được Spirit thành công. Người sống cuối cùng là Hades, thậm chí là không biết là sau lưng mình có người. Hades sẽ không thể xếp cho khẩu ốp này. Mạng dành cho Tizian và NC hết sạch tiền trong round đấu tiếp theo. Tàn vỡ như thế trong round đấu vừa rồi. Một round đánh quá chậm và Bích đã bắt bài chính xác với 3 bom sai bì. Kito một người chơi vị trí hút đạn thôi, thậm chí rằng làm đến đôi thì xóa tan mọi nghi ngờ của em về việc là có một player nữa tồn tại cuộc ô tô rồi. Không một ai check vào ca ở nhịp cuối cùng cả. Và đó là một round đấu quá dễ dàng cho Big về thời điểm cuối. Vẫn muốn mua, vẫn là mua được. Chưa hết sạch tiền, chỉ là hết thôi. hết hơi bẩn, hết hơi bẩn. Hay đi có cái gì hay không đây? Tôi nghĩ rằng sẽ phải lượm được một cái gì đấy thôi chứ con. Đồng đội đều là giáp 2 AK Gali. Sẽ lụm thôi, sẽ là có lụm thôi. Nhưng mà Hades không có giáp như này thì có khi là vẫn có ốp. Chưa kịp nhìn tiền ra đấu trước như thế nào. Chứ bây giờ mà bảo không giáp xong bắn AK thì nghe nó hơi bát nịt. Nghe nó cứ bị làm sao ấy. Hoặc là scout, một cái ốp hoặc là một cái scout cho Hades thôi. Một cái round đấu chết ở sau cái thời điểm kết thúc round đấu rất tai hại cho Hades. Cái chàng này đang rất nghèo. Và như vậy thì Hades tay không bắt giặc thật rồi. P250 không giáp. Tay không bắt giặc. Học rồi, học rồi. Cứ tưởng là sẽ bắt được ra một khẩu scout hay là một thứ vũ khí gì đó giá trị cho Hades. Tuy nhiên thì sẽ là P250 không giáp thôi. Và Hades ra đấu này sẽ trở thành đó là vị trí chim mồi. Đi dò đường, đi lấy thông tin, đi hút đạn thôi. Một con ngựa dò. Đúng. Ôi dồi ôi. Làm gì đây? Bên phía của team S đang đến với một cái round đấu cực kỳ là quan trọng rồi. Thua thì sẽ rơi vào một cái tình trạng cực kỳ là bế tắc. Hết tiền ở đấu tiếp theo và sẽ được đối phương không chỉ một lần dẫn trước mà còn tạo ra cách biệt an toàn nữa. Đây sẽ là một round thi đấu mà bên phía của team N sợ gặp quá nhiều khó khăn. Cái lượng súng ống của họ cũng là thua thiệt hơn. Và hãy nhìn bom mìn ở khoảng 1 phút đi. Còn đúng 2 quả lửa và 1 quả flash. Setup bằng cái gì? Ném rồi, một trong 2 quả lửa đã ném đi rồi. Và ngay lập tức thì Hades nằm xuống luôn. Rõ ràng một player ở B50 không giáp thì không thể làm được gì hơn. Tizian là người có được mã gục đó. Lối đi nào cho En đây? Vâng, 40 giây phi vào bom sai chay ừ. Tizian có một mồm. Diha vẫn đang cố gắng đi chợ đây nhưng mà đối phương. Một tình huống mà búp đồ ra bắn nhau rất dễ dàng rồi phía Big thôi. Đô tô được một nhưng bây giờ là 1v4 với chỉ vỏn vẹn hơn 20 máu ở nâu đo dành cho chữ đô tô rồi. 11-10, Big lần đầu tiên vừa được dẫn trước ở bàn thứ đất xa này. Và thậm chí rằng là họ có cơ hội gia tăng cách biệt luôn khi bây giờ En đã chính thức hết tiền. Ô, lại up. Thôi, up để 2.500 lại rồi. Thôi. Không, thôi, quăng rồi. Không, vẫn được. Thực ra với lượng kinh tế này thì sao họ vẫn lot, có AK. Lot bonus thì vẫn có thể mua được. Vẫn có AK sắp 2 và thiếu đi khẩu ốp. À không, có khẩu ốp. Hades vẫn giữ lại được 2.500 tiền là có ốp cho Hades. Nhưng khả năng cao sẽ là ốp không bom thôi. Thiếu bom, ốp không bom. Và hãy cùng chờ đợi xem nào. Ổn in thế nhỉ? Trời rất cục đến từ En. Vẫn up cực kỳ triệt để thôi. Và ở đây thì Kito một pha đùa giỡn với đối phương thôi. Và mất đi mình đến 90 máu rồi. Có lẽ Kito sẽ phải lựa chọn những góc bắn an toàn hơn ở trong thời điểm còn lại của round đấu này. Trong khi đó thì bên phía En tập trung cả 5 người ở shot và có vẻ như là một cá rô phi rồi. Có Tech Knight, một cái thứ vũ khí mà có thể là người tiên phong đi đầu được. Trong khi đó thì lộ diện ra đây và Diha nằm xuống ngay với chàng Táp Sen. Mặc dù trước đó đã kịp găm một viên vào mồm Táp Sen rồi. Nhưng rõ ràng là không đủ. Khi đó chỉ là một khẩu Glock. Vẫn đang chảy cối khúc shot đến từ En, họ không hề quyết định muốn đổi đi sang những cái đường khác. Mặc dù thời gian vẫn còn rất nhiều. Và để xem rằng là cái kết cục nào chờ đón En trong trận đấu này đây. Bên phía của Big bây giờ đã có rất nhiều lợi thế.
Một quả lửa trả ra khu vực short và bên phía của En rõ ràng họ sẽ phải chậm lại mà thôi. Sion với cậu ok này chạy qua đến từ Hades và anh ta phải ra đi. Lợi thế hơn người. Nó đang là 5v3 cho là về phía team Big. Snappy của Spinix cũng chỉ có cho mình lượng máu cực kỳ đòi. Tap Sen bây giờ sẽ là một tình huống hốt chắc chắn là như vậy. Người nằm xuống đầu tiên sẽ là ai đây? Cái tên Snappy là người đầu tiên được lựa chọn. Thứ hai là Spinix, người sống cũng là Doto. Nhưng Doto là người vả được một Tap Sen. Cũng chỉ là một mà thôi. Sion kết thúc round thi đấu với tỷ số là 12-10 cho là về phía team Big. Tay cũng là to đến từ bên phía của Doto nhưng mà rõ ràng là không đủ rồi. 12-10, Big đang khẳng định được tại sao mình lại lựa chọn map đất xài này. Mặc dù đã thời điểm họ bị dẫn trước khá sâu bởi S, nhưng mà cứ từng bước chậm rãi comeback thôi thì Big đã là đội tuyển vượt lên dẫn trước cách biệt với hai round đầu. Và nếu như mà thắng thêm round đấu này nữa thì có lẽ Big sẽ có được luôn cái bàn đầu tiên trong đợt điều bàn này. Cảm giác như En đang là người mà tự vứt đi những lợi thế mà họ khó khăn có được. Khi mà kể từ cái round đấu bên phía City, En họ đẩy, họ nằm xuống rất nhanh chóng thì trận đấu bắt đầu trôi hoàn toàn về phía của Big. Và cái giọt nước làm tràn ly thì là cái piston round để Kito làm năm nữa. Mọi thứ đang dần chống lại cái team En rồi. En rõ ràng là họ đang gặp khá là nhiều khó khăn ở bên phía T-side, cũng giống như các đội viên bên phía team Big thôi. Tuy nhiên thì bây giờ Big thì lại đang là những người được đổi sang City và lên được 6 round ở bên phía T-side cũng là một điều mà Big họ đã hài lòng. Và rõ ràng với cái điều đó thì Big đang làm cho Ants phải cảm thấy khó thở ở lượt thi đấu second half này. Bây giờ thì Hades một quả smoke có thể nhìn thấy trỏm đầu đối phương và ngay lập tức thì Hades bắn được vào người của anh chàng Kito thôi. Một mạng hụt đầu tiên liệu có là đủ để giúp cho Ants có cho mình ra thắng thứ 11 hay không? Cơ hội là rất nhiều nhưng phải trân trọng nó nha En ơi, khi mà ở mid vẫn đang còn ghét và sai sụp rồi bắt được Spirit nữa. Tap Sen nhìn thấy người nhảy xuống rồi ghét làm đổi và bây giờ thì chỉ còn lại một mình đó, không còn lại hai mình cơ. Stappy và Hades, Stappy thì đã lộ rồi và Stappy đã xuống nhanh, trong khi đó thì Hades cũng đi luôn. 13-10 dưới chủ Big, cứ tưởng first pick xong En làm gì nhưng first pick xong họ không làm gì nữa cả, họ chết hết, chết xa cả năm không đổi thêm được một mạng nào. Trông như này thì có vẻ như là 16-10 cho Big rồi. Trông hơi low hope giải hơn thành viên bên phía của NC trong map đầu tiên này. Bắn CT thì như rồng như hổ. Sang T-side ăn được đúng một round. Bên này hết cãi nhau rồi. Lúc nãy dọa đấm nên là cũng sợ rồi. Tap Sen đã giãn cơ mặt. Lúc nãy dọa đấm nên là đồng đội cũng sợ, bắn hẳn hoi lại. Bên này thì hóa thành Big ở first half rồi. Bên này bây giờ mặt bắt đầu tiêu. Tại sao thế nhỉ? Hàng vạn cỏi tại sao đang xảy ra trong đầu của bên phía team Ends thời điểm này. Lúc nãy mình bắn chúng nó thế nào cơ mà. Huấn luyện viên đang gọi là cố gắng truyền đạt những tactic hoặc cũng đơn giản chỉ là động viên tinh thần cho bên phía End thời điểm hiện tại thôi. Berlin International G2. Ghét nãy giờ nhai cạnh con sư mãi chưa nhả ra. Nhai này mà chẳng may đến lúc trong game cần giao tiếp thì liệu giờ có bị nuốt vào trong người không nhỉ? Nuốt thì thôi. Không thôi được anh, nuốt kẹo cao su vào dạ dày là cực kỳ nguy hiểm cho mình. Nuốt vào thì ăn viên mới vậy. Bên phía này thì có vẻ như là lại có một tiếng tactical tham ao thì phải, chứ không phải là tactical. Ok kìa. Chuyển xin tiếp hơi tục. Chờ, bấm chuyển xin hơi chờ đấy từ anh Vân Hành. Anh biết là mấy ông làm cái transition hình quả smoke đẹp rồi nhưng mà đoạn mắt quá. Và bây giờ thì chúng sẽ quay trở lại với round đấu thứ 24 thôi. Một round đấu mà có lẽ sẽ lại là dễ cho Big khi mà bên phía bên kia En chỉ là tech 9. Cùng với đó là giáp 1, giáp 2. Vâng, muốn cá rô phi rồi nhưng phi ra đâu đây, khi mà trước thêm định đâu thì đã có hai thằng mình hạng nặng. Mid to B, mid to B với chúng tôi. Kito có một Tap Sen cũng vậy và bây giờ thì cố gắng làm ở B. Vâng, chưa thấy định đâu thì đã mất rất nhiều. Kito lên làm đôi nhưng mà bây giờ thì đi hào, Doto đổi mạng là tốt. Chiếc được bom semi thành công đến từ En rồi và đây sẽ là pha retake 3v2 dành cho bên phía team Big. Đây rồi, đặt được C4, đó là điều mà các thành viên bên phía của En họ hướng đến trong round thi đấu này. Họ không còn đồ nữa nên là không còn gì để thủ cả, sẽ là bắn nhau chay mà thôi. Còn bên phía Big thì sao? Hãy nhìn lượng bom của họ đi, rất nhiều. Pop một mã flash vào đây thì hai thành viên bên phía của team NC sẽ là chào cờ bắn nhau thôi. Nào, thời gian chỉ còn 20 giây thôi, làm gì thì nên làm nhanh lên các thành viên bên phía team Big. Có lẽ En không phải là vị trí xấu đâu và cái Doto đổi một sai sự và Tap Sen rất nhanh chóng đã xóa đi cái lo lắng của tôi ở trong tình huống vừa rồi. Một round đấu mà Big có quá nhiều tài nguyên để retake, họ cũng không cần vội vã. Cách biệt bây giờ đã lên tới con số 4 rồi và chỉ cần hai round đấu thôi thì Big sẽ là đội tuyển vượt dẫn trước trong loạt thi đấu BO3 này. Còn đối với En tầm này thì không biết phải khuyên họ thế nào nữa.
đã có một cái khởi đầu trong mơ rồi, dẫn trước cực kỳ sâu ở trên map pick của đối phương, nhưng mà sau đó thì trôi hết đến từ cái về team Ents. Và round đấu này sẽ là cái round đấu quyết định số phận của Ents luôn. Nếu thua thì không còn cửa nào comeback cho họ cả. Kể cả bây giờ thì cái lượng loss bonus đi chăng nữa thì round sau họ có thể full buy được, thì với cái lối bắn này hơi khó để thể vượt qua được Bix. Hơi tù, không chiếm được bất kỳ một cái phạm vi di chuyển nào cả. Nhưng bây giờ thì ở đây Hades đã có được sự hình bảo của Gate thành công. Tình huống mà Tâm đặt sẵn ở chỗ đấy rồi, chỉ theo thăm mình thì Hades bóp cò thôi. Mà cũng rất đen cho anh chàng Gate. Đúng theo thăm mình thì anh chàng Gate lại là người hứng chọn cái viên ốp đó. Nhưng bây giờ thì Kito đổi mạng Doto thành công rồi. Và Tizian đang vào được một vị trí kiểm soát rồi. Nhưng mà Kito một lần nữa lên tiếng triple kill cho anh chàng này. Và thôi xong rồi, bom Sabi đóng cửa đến từ Kito. Và bên phía của Ez vẫn đang khá là bí bách, không biết làm gì cả. Hades định cầu rùa một lần nữa, nhưng mà lần này thì rùa thần đã không hiển linh. Hết rồi. Lại vào B. Lại vào B, lại đây à? Đồng Kito. Lại đây. Ở không được rồi. 4.5 đến từ Kito rồi. Suýt chút nữa thì lại là A. Rất đáng tiếc cho Kito, nhưng không sao cả. Vẫn là một cái chiến thắng dễ dàng cho Big thôi, khi chỉ mất vỏn vẹn có hai người chơi. Trông giống là trận thi đấu này của chúng ta sẽ đủ 3 map. Sẽ là đủ 3 map thôi. Chưa chắc. Map sau là map rất mạnh của Ents. Chưa chắc. Big khó lắm. Big bắn Mirage thì cũng được thôi, không hay đâu anh ạ. Em nghĩ là trận này sẽ có 3 map, và thậm chí là nó cũng căng như là cái trận BB và Spirit đấy. Nhưng em không thấy Kito đang vào form. Truy cập một quyền đáp liền rút được cả Excalibur ra rồi. Hơi khó đỡ cho Ents với cả một Kito đang như thế này. 19 chết 16, trông thì cũng bình thường thật đấy. Nhưng các bạn nên nhớ rằng là đại đa số lượng kill này đến từ lượt second half nha. Chứ first half thì Kito không có quá nhiều điểm hạ gục đâu. Và bây giờ thì 15-10 rồi, 5 max ball liên tiếp dành cho Big. Ents cứu kiểu gì đây? Điều quan trọng là Ents không có ốp. Map đất 2 mà không có ốp thì không chơi được. Chơi được nhưng thua, gọi là không chơi được thì hơi tốn kiểu gì chẳng chơi được. Okay. Chơi được nhưng mà thua, đúng. Không lên ốp không được chơi, không? Đúng. Chơi được nhưng thua thôi. Bây giờ thì bên phía của team Big thoải mái trả đồ cho Tham Minh và câu giờ. Còn đối với Ents thì họ vẫn đang chỉ hâu lại cục tunnel thôi. Chưa sức ép được lên long, không lên được cả shot. Chỉ đứng ở tunnel như này thì bên Big không quá quan tâm đâu. Bây giờ chúng ta có thể vẽ ra một cái kịch bản để cho Ents có thể thắng được map thi đấu này. Bên phía của Big, họ tự dưng họ buông cái round thi đấu này. Họ bắn lỗi đi, bắn lỗi nhiều. Ents sẽ lên được 11. Yếu đi được một chút tiền bên phía của Big, thắng được một round nữa lên con số 12. Thôi nhưng mà cũng chẳng làm được round thi đấu 13 đâu. Nhưng mà từ từ nha, Doto có một rồi nhưng chỉ là một thôi thì không đủ. Ti dập được cái đổi mạng lại nhanh, nhưng mà Saxon tại bên cục đi ha. Vẫn đang là từng cân bằng về người, và cơ hội thì vẫn đang chia đều cho cả hai team. Để xem nào, lên bóng xe luôn. Đây rồi, một tình huống ghi điểm tốt, nhưng mà lại là cái tên Kito bắt được đi Hà thành công. Và bài tờ lỗi đến tên chàng đi Hà này khi đối đầu vành đó là Kito đã quá bay. 2v2, cỗ retake cho bên phía Big lại mở ra. Kito đang bò và nhìn thấy chậm. Nhìn thấy một cái chọp đầu rất thơ hành đến từ vị trí Snappy, một người sống cũng có được chiêu Hades. Xin vĩnh biệt cụ, vẫn là cái tên Kito rồi. Chỉ bắn được ốp thôi. Liên tiếp là cái tên Kito ở trong những cái round đấu mà Big cần nhất thôi. Làm 3, làm 4, làm 5, và hầu hết đều là mồm. Một cái tỷ số headshot rất cao, cái tỷ lệ headshot rất cao đấy chàng Kito này. Đem về được cái chiến thắng chung cuộc dành cho Big ở trong map thiếu đất sai tỷ số 16-10. Vâng, một map thi đấu mà chúng ta thấy được là cái bản lĩnh của người Đức nó vẫn lên tiếng được. Nó vẫn là một cái gì đó, nói chung là tinh thần thép của người Đức chưa bao giờ chúng ta đánh giá thấp. Họ comeback cực kỳ mạnh mẽ ở trong map thi đấu đất 2 và mang về cho mình chiến thắng là 16-10. Cực kỳ mãn nhãn. Map thi đấu thứ hai sẽ là map thi đấu The Mirage, một map thi đấu mà chúng ta đánh giá các thành viên team S. Họ rất là mạnh ở map thi đấu này. Tuy nhiên thì nói gì nói, Big cũng không phải là đội không biết bắn map thi đấu The Mirage, và cơ hội để 2-0 và bước thẳng vào vòng New Legend nó sẽ là hoàn toàn có cho Big nếu như họ có thể chiến thắng map thi đấu thứ hai này luôn. Và bây giờ thì mình cùng anh Willova xin phép game là sẽ nghỉ ngơi trong vòng đấu khoảng 10-15 phút trước khi đến map thi đấu tiếp theo.